Pro 16 inch mới, MacBook Pro 16 inch tin đồn sẽ ra mắt trong ngày hôm nay với thiết kế bàn phím mới, máy sẽ được bán ngay ra thị trường trong tuần này. MacBook Pro 16 inch dự kiến có giá ngang với bản 15 inch, từ 2399 đô la Mỹ và được xem là mẫu máy thay thế trong tương lai. Ngoài màn hình lớn hơn, MacBook Pro mới cũng sở hữu bàn phím mới tin cậy hơn cơ chế bàn phím cánh bướm được MacBook sử dụng từ năm 2016. Dù qua nhiều lần nâng cấp và chỉnh sửa, bàn phím cánh bướm vẫn bị chê có hiện tượng kẹt phím lạp phím và nhiều vấn đề khác. Đã nhiều lần người dùng phàn nàn về hiện tượng này, khiến Apple phải khởi động chương trình nâng cấp và thay thế bàn phím. Ngoài bàn phím mới, MacBook Pro 16 inch cũng có thêm loa mới với âm lượng lớn hơn. Đáng chú ý, dòng MacBook 13 inch hiện tại sẽ không có những nâng cấp này. Bloomberg cho biết, MacBook Pro 16 sẽ xuất hiện trên thị trường trong tháng này. Và như vậy, sau khi ra mắt iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max đầu mùa thu, tiếp sau đó là AirPods cuối tháng trước. Giờ đây đến hết năm Apple sẽ tập trung vào dòng máy Mac. Dòng máy Mac tiếp tục là sản phẩm chủ đạo của Apple, với doanh thu hàng năm ổn định ở mức 25 tỷ đô la Mỹ. MacBook Pro phân biệt với các mẫu laptop còn lại nhờ cấu hình cao cấp, sở hữu chip nhanh hơn và màn hình lớn hơn.